Sau 21 giờ chớ dại làm những việc này kẻo tốn thương nội tạng, rút ngắn tuổi thọ. Sau 9 giờ tối bạn nên tránh những thói quen xấu dưới đây kẻo rước bệnh và người hối hận không kịp nhé. Uống thuốc bổ. Vitamin sau 21 giờ. Nhiều người có thói quen uống thuốc bổ trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, việc này vô tình làm tăng gánh nặng lên dạ dày vào ban đêm. Về cơ bản, bạn không dùng thuốc bổ hay thuốc trị liệu sau 9 giờ tối. Nguyên nhân là do trong khi ngủ. Các chức năng trao đổi chất trong cơ thể sẽ diễn ra chậm hơn. Việc uống thuốc ngay trước khi ngủ sẽ không có lợi cho quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng hoặc hoạt chất điều trị, dẫn đến giảm hiệu quả của thuốc, trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ. Bạn không nên uống thuốc và các loại thực phẩm chức năng sau bữa ăn và trước 9 giờ tối. 2. Sử dụng điện thoại di động sau 9 giờ tối. Chúng ta thường có thói quen nằm trên giường để chơi game, lướt mạng xã hội, đọc tin tức tuy nhiên việc này không hề có lợi cho sức khỏe mà còn khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi hơn. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Preventation của Mỹ, những người sử dụng điện thoại thông minh trong 20 phút sau 9 giờ tối có xu hướng tăng cảm giác mệt mỏi. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến sự tập trung và công việc trong ngày hôm sau. Do đó, trước khi đi ngủ bạn nên tránh sử dụng điện thoại. Hãy chuyển sang nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng và đọc sách để ngủ ngon hơn chấm 3. Uống nhiều nước sau 21 giờ. Uống nước là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá nhiều nước trước khi ngủ. Uống nhiều nước vào sau 9 giờ tối sẽ khiến giấc ngủ của bạn bị gián đoạn. Bạn có xu hướng phải dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh. Giấc ngủ bị gián đoạn có thể dẫn đến thiếu tỉnh táo vào ngày làm việc hôm sau. 4. Ăn vặt sau 21 giờ. Ăn sau 21 giờ sẽ làm dạ dày tăng tiết axit và phải làm việc liên tục. Đi ngủ ngay sau khi ăn sẽ khiến thức ăn được tiêu hóa chậm gây khó tiêu và dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì. Đồng thời, việc tăng cân béo phì sẽ dẫn theo rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, tim mạch, máu nhiễm mỡ chấm năm. Suy nghĩ nhiều. Nhiều người có thói quen suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày và tính toán kế hoạch cho ngày hôm sau ngay trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến bạn càng thêm căng thẳng, khó ngủ ngon giấc. Khoảng thời gian ban đêm là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi, tâm lý cần được thả lỏng Thoái mái. Việc bạn thường xuyên suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến cho cơ thể bạn rơi vào tình trạng căng thẳng, khó lòng ngủ ngon ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần làm việc học tập vào buổi sáng hôm sau.